Alo, xin chào các bạn và các em thân mến. Hôm nay Crystal mới vừa học xong của người bạn là món bánh flan rau câu cà phê. Bây giờ Crystal về làm thử nè. Lần đầu tiên làm cái món bánh flan rau câu cà phê này, hy vọng là nó sẽ thành công và ngon nhé. Crystal có thay đổi một chút là bạn Crystal làm bằng sữa đặc, còn Crystal làm bằng sữa béo. Sữa đặc thì nó quá nhiều đường đó, cho nên Crystal làm bằng sữa béo và làm bằng 3 miếng phô mai đầu bò. Đây, đây là cà phê để mình làm rau câu cà phê đó. Còn đây là 4 cái lòng trứng Crystal đã đánh cho nó tan ra rồi nè. Đó. Còn đây là 200 g đường với lại một gói bột rau câu. Đó, bột rau câu nè. Đó. Bây giờ Crystal sẽ làm nha, vào bếp làm cùng với mấy bạn nha. Ở trên bếp Crystal đã bắt sẵn 1,5 lít nước cho gói rau câu 10 g. Nước cũng chuẩn bị nó đang sôi tim rồi nè các bạn. Bây giờ Crystal sẽ cho vào nấu cái nước rau câu trước nha. Ok, mời các bạn và các em theo chân Crystal vào bếp nha. Crystal sẽ gắn cái máy vào. Tôi sẽ quay cho các bạn xem nha. Và đây. Đây là nước. Còn đây là đường cát với lại bột rau câu 10 g. Cái bột rau câu này dùng để làm rau câu trái dừa đó. Bây giờ Crystal sẽ đi ra. Đây. Và đây. Đây. Đó, thấy nước nó sôi chưa? Bây giờ mình sẽ bắt đầu bỏ đường cát vô từ từ ha. Bọn mình bỏ vô lần một vậy đó ha. Rồi, bỏ tiếp nè. Nó sẽ vón cục á, bởi vậy cho nên mình phải trộn bột rau câu chung với đường cát trước, rồi mình đợi cái nước nước đun sôi lên rồi mình mới cho vào và mình nấu sôi lên nha. Bây giờ sau khi mà mình dầm mấy cái viên phô mai ra đó, rồi mình đánh chung với lại trứng đó. Rồi thêm một muỗng sữa tươi vô đó. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ lên trên bếp á. Mình nấu cho cái nó bốc hơi nóng lên đó là được nha các bạn. Các bạn không có cho sôi nha. Các bạn chỉ cho nó bốc hơi nóng lên là được rồi. Ok, mình xuống nha. Ok. Sau khi mà nó sẽ bốc hơi nóng á, Crystal sẽ quay lại với các bạn nha. Bây giờ quay lại với cái nồi nước này, nó đã tan toàn bộ hết rồi. Rồi bây giờ á, Crystal sẽ cho vào cái thau nhỏ này, nó có cà phê rồi nha. Đó, Crystal pha sẵn cà phê rồi, Crystal sẽ cho vào đây nha. Nó còn nóng á, Crystal bỏ cái máy đứng lên nha. Đó, các bạn thấy không? Ở đây tôi làm vậy đi. Đó, làm lần đầu á cho nên Crystal làm một gói thôi. Cái nước cà phê á là bằng với lại cái bột bột cái trứng nha các bạn. Đó. Giờ cái sò sẽ đem bỏ vào đây luôn.
cái nước nước này nó nóng á, thì đồng thời nó cũng làm chín luôn. Để mai mốt mình sẽ đi kiếm cái loại chi mà nó lại là bằng cream á, chứ nó không có phải là nó cứng như vậy á, thì mình tán nó ra nó sẽ nhuyễn mịn hơn. Đúng ra là dùng cái máy nhưng mà có 3 miếng à, làm cái máy mất công quá đi. Ok, không sao, lần đầu làm rút kinh nghiệm ha các bạn ha. Bây giờ mình chỉ việc đổ vào khuôn thôi. Đổ vào khuôn. Chờ crystal chút xíu nha. Bây giờ crystal sẽ bỏ cà phê xuống trước nha. Đó, nó mau đặc lắm vì thời tiết bên này á. Nó lạnh đó, thành thử ra nó mau đặc lắm. Quay lại nè, nó rất là mau đặc đó. Cái này nó cũng mau đặc lắm. Để cái tô đi lấy cái tô nước. Bây giờ cái này nó đông rồi nè các bạn, giờ mình đổ vô nha. Đổ bên hông nha. Màu lắm. Rồi đây nè các bạn ơi, sau một thời gian mà nó lạnh mau quá đó, nó đông lại đó, bây giờ Crystal phải bắt buộc phải bỏ lên bếp nè. Rồi bây giờ mới bỏ vô hai cái nồi khác. Rồi bây giờ cái này nè mình sẽ cho vào đây tiếp. Bạn thấy chưa? Ở một cái xứ sở mà nó lạnh như vậy cũng khổ ghê không? Để nó nguội rồi mình sẽ đổ tiếp lớp cà phê. Bây giờ nó lại khô rồi, bây giờ mình còn một miếng nè, mình đổ thêm một lượt nữa nha các bạn. Nãy cà phê nó đang đậm thiệt tình, mau đông quá thiệt sự luôn, tưởng tượng nổi luôn. Bởi vì mình làm ít á cho nên nó mau. Bây giờ mình sẽ đổ một lớp này lên nữa là xong. Thì sao mình sẽ làm nhiều hơn vì mình cũng có một cái bài học rồi, nên thử ra không có lo nữa. Rồi xong xuôi đó, cho này nó đông cái gì nó mới đông luôn. Rồi chết chè. Đây, để nó nguội rồi mình sẽ cho vào tủ lạnh. Xong rồi mình sẽ cho các bạn biết kết quả của cái bánh flan rau câu cà phê nha. Nhưng mà bây giờ mình thấy nè. Đó. Đó, nó từng lớp như vậy. Rồi.
chút xíu nữa mình sẽ quay lại với món bánh flan cà phê coi nó thành công như thế nào nha. Hello, xin chào các bạn và các em thân mến. Quay trở lại với bánh flan rau câu cà phê. Bây giờ nó đã nguội nhưng nó chưa có thiệt sự là lạnh. Đây, nó vẫn giữ nguyên cái nếp như vậy. Nhưng mà bây giờ Crystal sẽ cắt ra, rồi sẽ lấy một túi đá mà Crystal lấy trong tủ lạnh đó. Nó bào sẵn rồi đó, mình sẽ bỏ lên nha. Giờ để Crystal cắt thử coi sao nha các bạn. Ok, giờ bờ lấy cái này vậy đi. Ngửi thì thấy nó rất là thơm đó, nhưng mà rồi không biết ăn nó ra sao. Mình phải để lấy thử ra coi làm sao nè. Bây giờ làm sao lấy để nó còn nguyên cái bánh. Chắc phải chịu bể một miếng nhỏ quá. Rất là ngon và dẻo. Đúng là một dẻo. Rồi sẽ lấy cái này lên. Ố chết cha, làm bể cái miếng cà phê rồi. Đó. Không có ngọt. Đây nè các bạn. Đó. Và đây, cắt ra được rồi nè. Nó rất là dẻo. Đó, thấy không? Đây, đây là thành phẩm bánh flan rau câu cà phê nha. Bây giờ muốn lạnh á thì mình sẽ bỏ vài hạt cà phê, vài cục đá mỏng lên nha. Trời đất, lạnh quá nó dính cái mũi này. Rồi mình sẽ làm lại thật là nhiều hơn vào những lần sau. Lần sau mình sẽ quay kỹ càng hơn nha. Đây là lần đầu tiên làm đó. Nhưng ăn rất là thơm và cũng rất là béo, sữa tươi. Các bạn có thể làm theo Crystal, theo cái công thức này cũng được. Không có bị hư đâu, nhưng mà tại vì Việt Nam có thể làm là cái nước của xương, cái nước của rau câu nó không có bị đông đông mau, còn bên Mỹ lạnh quá. Crystal quên cái để ý cái vụ mà nước mình múc ra rồi cái là nó sẽ đông mau, cho nên hơi bị lợn cợn chỗ cái chỗ đó. Nhưng lần sau có kinh nghiệm rồi, Crystal sẽ làm tốt hơn. Rồi video clip đến đây là chấm dứt. Xin chào tạm biệt các bạn và các em thân mến nha. Các bạn và các em nếu thích cái video clip này, xin hãy cho Crystal một cái đăng ký kênh, cái like and cái share cho mọi người cùng biết đến nha. Cảm ơn mọi người và các bạn các em rất là nhiều. Thân ái mến chào các bạn. Bây giờ mời các bạn và các em cùng dùng chung với Crystal bánh flan rau câu cà phê nha. Ok, bye bye. Thân ái mến chào các bạn nha. Đây. Đó, nó có từng lớp nè. Các bạn thấy không? Mới làm lần đầu thôi, nhưng lần sau chắc có lẽ là sẽ ngon hơn và kinh nghiệm nhiều hơn nữa nha. Bye bye.